Chào mừng quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Và tiếp tục là một chiếc xe Toyota Innova số sàn 2017 vừa được bên Huy hoàn thiện xong khâu làm đẹp các anh chị. Xe màu xám lông chuột, biển số 49A27832. Thì với chiếc xe này thì hiện tại cũng có rất là nhiều khách hàng hỏi Huy. Và với chiếc xe 2017 mẫu mới, với giá niêm yết hiện tại bên Huy đang niêm yết giá là 490 triệu. Và giá trên thì bên Huy còn đang hỗ trợ giảm cho khách nha. Chú ý chị mà cần mua một chiếc xe mẫu mới mà giá rẻ nữa thì anh chị lấy chiếc này. Xe còn khá là chất lượng đó anh chị. Đấy, anh chị nhìn nè, ga lăng lưới cản ha. Huy sẽ đi sơ lược nhanh cho quý anh chị mình xem. Mới vừa xong, mới vừa làm maru xong. Cho nên là Huy cũng dành thời gian mình quay cho anh chị để mình đánh giá về chất lượng của chiếc xe. Này, bỏ anh chị thấy không? Đấy, còn dài lắm. Cho nên là mua về lấy xe về đi thôi, chứ còn không cần phải làm gì thêm. Này, tắp bi cửa nè, đó. Quá ổn luôn anh chị. Đấy, xe đẹp mà. À, những cái phần ốp bật lên xuống chống trài nè. Rồi lót sàn xi ly nè. Đấy, bàn đạp côn, bàn đạp thắng, bàn đạp ga. Mọi thứ là ổn hết các anh chị. Ghế da này. Đấy, đẹp mà. Đây, ô đồ của xe 72525, mặt đồng hồ tắp lô anh chị nhìn nè, quá đẹp luôn. Đây là phần tắp lô này. Đây, Huy nổ máy nha. Đây anh chị nhìn khu vực này, xung quanh của cái chìa khóa, của ổ khóa. Đấy, còn đẹp lắm các chị. Côn đồ còn rất là nhẹ luôn. Và được chủ xe trang bị đầu đêm đi Android. Android các chị. Hộp số thì có chế độ tiết kiệm nhiên liệu Eco cũng như là chế độ bao ha. Đấy, vô lăng ba chấu, có những cái phím như là điều chỉnh âm lượng, rồi đàm thoại đánh tay, điều khiển giọng nói. Đấy, những cái nút nhắn này chị thấy không? Quá đẹp luôn. Này, quá ổn. Ở trên trần thì mình sẽ có vị trí để mắt kính này. Đấy, gương soi, đèn. Ok, rồi, đầu DVD Android khá là lớn đó chị. Và nét ha, cực kỳ nét luôn. Có giảng đường nè các chị. Nhiều ứng dụng lắm. Đây, đây rất là nhiều nha. Đó, có ghi hình. Ghi hình thì chưa có. Anh chị nào mua thì Huy xin tặng cho anh chị camera hành trình. Ok, Vietmap S1, YouTube, rồi Zindo có hết nha anh chị. Vị trí này thì chúng ta có thể để những cái chai nước để mình sử dụng nè. Nó làm mát cho anh chị. Vị trí này mình để tập hồ sơ, để giấy tờ. Huy tặng cho anh chị một cái sổ da luôn để anh chị để giấy tờ luôn. Đấy, còn ghế đó như anh chị thấy nè, cần số này, đẹp không? Đó, vị trí ngay khu vực con ngựa này. 2017 xe cá nhân đi sử dụng rất là kỹ luôn. 2017 thì trên thị trường có thể là 2017 này có nhiều, nhưng mà với những chiếc xe mà được sử dụng kỹ như chiếc xe này thì theo Huy thái thì nó không có nhiều đâu anh chị. Bên hãng thì anh chị yên tâm về chất lượng xe, có cam kết bằng văn bản cho anh chị đầy đủ nha. Đó, đây phần ghế của xe. Do là xe mới vừa hoàn thiện xong khâu làm đẹp là Huy tranh thủ quay cho quý anh chị. Đó, cho nên là những cái phần này thì chưa kịp bỏ lên ha. Này, thông tin của xe này anh chị. Đó, Innova 490 triệu 2017. Đây. Ở phía sau thì có dàn lạnh. Xe này có hai dàn lạnh các anh chị, và mỗi hàng ghế đều có hai cửa gió điều hòa như thế này. Cho nên là lạnh này, Huy đang bữa lạnh anh chị. Nắp này nó rất nhỏ nắp số 1. Nhưng mà nó lạnh rất là buốt luôn. Ghế da rồi còn đẹp lắm anh chị. Đó, về màu sơn này, màu sơn màu này cũng nhìn cũng rất là sạch luôn. Và nhìn nó cứng cóp cái xe, cái hở với các chi tiết này chị nhìn. Đó. Rất là kín khít luôn. Đây, cái hở gì? Vỏ này. Đó, anh chị mua chiếc xe về, anh chị việc lái xe về và đi thôi. Bên hãng bên Huy về, bên Huy kiểm tra 176/1 này các anh chị, bảo dưỡng nè. Rồi làm đẹp lại toàn bộ xe. Đó, cho nên chị coi như là mọi thứ là keng, rất là keng luôn. Đó, mua về đi thôi các anh chị. Thời điểm này mua xe giá tốt cực kỳ luôn. Và với chiếc xe này thì bên Huy đang hỗ trợ giá tốt nha anh chị nha. Anh chị mà quan tâm đến cái mẫu xe này thì anh chị liên hệ, Huy sẽ xin hỗ trợ giá tốt nhất cho quý anh chị. Đây, gầm bề đây anh chị nhìn nè. Đó, còn khá là ổn luôn. 2017 mẫu mới rồi.
động cơ hộp số rồi chạy khá là sướng. Anh chị nào mà thiếu tài chính thì bên tài chính Toyota sẽ hỗ trợ cho quý anh chị mình vay nha. Đấy, hỗ trợ vay tài chính luôn được 60% các chị. Đấy, 60%. Ok rồi, xe thì về chất lượng thì như Huy chia sẻ sơ với anh chị, chất lượng là khá là ổn này. Anh chị nhìn tóc bi cửa này, này ron đồ còn căng lắm, mọi thứ thì ổn định ha, ngon lành. Mẫu mới nữa đã được hãng kiểm tra kỹ lưỡng rồi, không phải lăn tăn lo lắng gì cả. Huy cũng sơ lược cho quý anh chị mình nắm thôi, còn về chất xe thì anh chị yên tâm, về hãng là bên Huy chọn lọc, chọn lựa những chiếc xe nào chất lượng, những chiếc xe nào đẹp thì bên Huy mới mua về đó. Cho nên là thực sự anh chị thấy bên Huy chuyên về dòng Toyota, nhưng mà không phải là lúc nào xe cũng quá nhiều, xe nào về là khách hàng là lái liền và phải chất lượng ha, chất lượng thì mới bán nhanh được đó. Bên hãng thì phải hơi kén xe một tí xíu, cho nên là rất là nhiều quý anh chị mà bán xe cho Huy á, thì trước tiên là Huy phải chia sẻ đầu tiên là xe phải không lỗi, xe đẹp, xe chất lượng thì bên em mới mua. Cho nên là anh mà xe mà lỗi một tí là thôi em khỏi đến xin xe, mất công tốn thời gian của anh cũng như là của em. Mà xe bên em thì khi mà mua về á, là phải chuẩn, phải đẹp, phải chất lượng thì bên em mới mua đó. Thì đó là những cái điểm mà Huy cũng chia sẻ cho quý anh chị mình nắm về cái tiêu chí hoạt động của Toyota Tân Cảng bên Huy, đại lý chính hãng là như vậy đó. Cho anh chị yên tâm về xe yên tâm về xe. Còn xe về thực sự là bên Huy bỏ ra chi phí để bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra kỹ lưỡng rồi làm cho cái xe nó hoàn thiện nhất và có chế độ bảo hành hãng nữa. Cho nên anh chị khi mua xe bên Huy thì anh chị hoàn toàn yên tâm nha, về chất lượng cũng như là về thủ tục, mọi thứ là ok hết các anh chị, không phải lăn tăn lo lắng bất kỳ vấn đề gì cả. Ok các anh chị, thì thông tin sơ để quý anh chị mình nắm. Nếu như quan tâm đến sản phẩm thì anh chị liên hệ sớm nha, để Huy có thể tư vấn cho anh chị được rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục để anh chị mua về sử dụng cho gia đình. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn lại quý anh chị ở những video tiếp theo nha. Rồi, xin kính chào và hẹn lại quý anh chị ở phía dưới góc dưới bên phải có nút đăng ký, anh chị đăng ký kênh cho Huy nha. Để có xe mới về Huy đăng lên thì anh chị là những người đầu tiên thấy được sản phẩm. Chất lượng thì anh chị liên hệ sớm nha.